cá coi bị đỏ mình, sung huyết, lở loét, nấm trắng. Đây là những cái bệnh thông thường mà anh em thường hay gặp phải trong quá trình mà chơi hồ cá coi. Vậy anh em đã biết cách để chữa trị các bệnh này chưa? Thì hồ cá coi của anh em sẽ thường hay gặp phải các bệnh mà mình vừa mới đề cập ở phần đầu video. Về cách chữa trị thì mình đã ra một cái video trình bày cho anh em chi tiết các bước để chữa bệnh, để anh em có thể vào trong kênh của mình tham khảo. Đây, mình có thể giấu luôn trên màn hình để cho anh em tham khảo nha. Còn trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em những cái vấn đề mà anh em cần lưu ý để xử lý cái chất lượng nước trong hồ, làm sao cho cá coi trong hồ của anh em nó hạn chế được câu chuyện bị bệnh này. Bệnh là do nước mà ra. Nếu anh em quản lý được chất lượng nước trong hồ của anh em chuẩn và đẹp thì hầu như là cá coi trong hồ của anh em khả năng bị bệnh nó sẽ giảm xuống anh em. Nào, xin mời anh em cùng theo dõi video ngày hôm nay. Về cái chất lượng nước trong hồ để phòng bệnh cho cá coi thì mình khuyên anh em nên giữ như sau. Nên giữ tỷ lệ muối tầm khoảng là 1kg cho tới 2kg cho một khối nước. Khi mà trong nước hồ cá coi của anh em có muối, nó sẽ làm tăng sức đề kháng cho cá coi của anh em, đồng thời cá luôn khỏe và sung. Thứ hai là anh em thường xuyên chăm vitamin C cho hồ. Bên mình thì hay dùng cái dòng VitaCoi này đây anh em, đánh với tỷ lệ là 3 cho tới 5 gram cho một khối nước. Với cái hàm lượng vitamin C nguyên chất, nó sẽ làm tăng sức đề kháng của cá coi ở trong hồ. Thứ ba là chăm men vi sinh định kỳ, mỗi tuần thì chăm một lần, mỗi lần thì chăm từ 20 cho tới 40 ml cho một khối nước để nó giúp tiêu hủy được cái lượng nhớt cá trong hồ, giải phóng một số khí độc có trong nước. Đồng thời ở đây anh em cũng thường xuyên đo các chỉ số ở trong nước như là pH, NH3, NH4, NO2, NO3, hàm lượng oxy hòa tan trong nước. Ở đây anh em sẽ đặt câu hỏi thắc mắc là dùng cái gì để đo và đo như thế nào. Đây, trên màn hình của anh em á là bộ kit test Sera. Thì dòng Sera này có rất nhiều loại nha anh em, để đo các chỉ số ở trong nước. Đây, mình có show cho màn hình để anh em theo dõi đây. Tuy nhiên á, anh em cần quan tâm đến các chỉ số sau đây. Thứ nhất á, là pH, thứ hai là NH3, NH4, thứ ba là NO2, NO3 và thứ tư là các hàm lượng oxy hòa tan trong nước đối với những hồ mà có chiều sâu từ 1m2 trở lên và cá coi trong hồ của anh em có size 40-50 trở lên thì anh em phải lưu ý thật nhiều về các hàm lượng oxy trong nước nha. Còn mình cân đối khi mà lấy bộ cái test Sera này về thì anh em hãy làm theo hướng dẫn là đo được ngay, rất là đơn giản và dễ thực hiện. Nếu gặp khó khăn khúc mắc gì thì anh em cứ nhắn cho mình sẽ hỗ trợ cho anh em. Sau khi mà đo rồi thì anh em tiến hành điều chỉnh các cái chỉ số về khung lý tưởng là ok. Ví dụ như nếu mà anh em đo thấy nó biểu hiện trên bảng màu của cái test Sera là pH bị cao thì anh em tiến hành đánh vitamin C nguyên chất vào. Anh em có thể dùng VitaCoin này của mình cũng được, đánh vào là nó sẽ hạ ngay cái nồng độ pH xuống. Ngoài ra ví dụ như NH3 hay NO3 là ammoniac và nitrit trong hồ của anh em cao thì anh em cần phải vệ sinh lại cái bộ lọc và thay nước để cho chất lượng nước trong hồ của anh em nó luôn được tốt nhất, thì như vậy cá coi của anh em sẽ luôn khỏe và sung. Nói chung á là mỗi anh em khi chơi thì sẽ có cách điều chỉnh riêng của mình sao cho phù hợp. Còn đây là những chia sẻ của cá nhân của mình chia sẻ lại với anh em có thể tham khảo qua. Ngoài ra thì ở đây anh em cần phải lưu ý thêm, mùa này là mùa mưa. Nếu mà trời có những cơn mưa thì anh em hãy hạn chế cho cá coi ăn lại, thay tầm khoảng cỡ 30% nước sau mỗi cơn mưa để hạn chế cái lượng nước mưa có trong hồ. Và ở đây thì mình cũng nhắc luôn cho anh em một cái lưu ý rất là quan trọng. Trong cái trường hợp á mà hồ cá coi của anh em cá đang khỏe và nước đang trong và đang ổn định và cá không có biểu hiện bị bệnh thì anh em tuyệt đối là không nên đánh các loại thuốc kháng sinh hay là các loại thuốc trị bệnh xuống để phòng bệnh nha. Nó chưa có bệnh thì không cần phải đánh, lợi bất cập hại, làm cho cả hồ cá bị bệnh luôn. Thì vừa rồi là những chia sẻ của mình xoay quanh cái câu chuyện là cách để phòng bệnh cho cá coi, anh em có thể tham khảo qua. Phòng bệnh luôn luôn tốt hơn chữa bệnh nha anh em, cập chẳng đã mới chữa bệnh thôi. Mình là Vĩ Cá Coi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video của mình. Hay và hữu ích, anh em cho mình xin một lượt follow và một chia sẻ nha. Cảm ơn anh em.